Audio Jungle. Thì clip này mình quay cho con xem về cái kỹ thuật mà hỗ trợ cho bà con nông dân tại vườn. Thứ nhất là cái cách mà tạo cành tỉa tán để cho cái vụ bông 2017-18 bắt đầu. Thì với cái vườn của chị Mãn ở huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk này á, thì nói chung là cũng được 3-4 năm tuổi rồi. Cái vườn của chị cũng nói chung là rất là hiệu quả. Thì clip này mình hướng dẫn cho chồng của chị Mãn là làm cành cây bơ bút. Thì đây hướng dẫn trực tiếp cho anh làm một cái cây bơ sao cho nó hiệu quả. Đó là những cái chỗ nào chưa làm được thì mình sẽ hướng dẫn cho anh làm cụ thể. Thì clip này bà con vui lòng đăng ký kênh đi để theo dõi tất cả các video tiếp theo của trái cây thêm mùa Đắk Lắk. Thì Đắk Lắk thì chúng tôi sẽ hứa hẹn bà con luôn hỗ trợ cho bà con nông dân tất cả kỹ thuật về xử lý làm cành tạo tán về cây bơ bút. Đó, thì bắt đầu qua clip này bà con cứ theo dõi clip nha. Mình sẽ quay rất là chi tiết về cái cách mà hướng dẫn cho chồng của chị Mãn làm cây bơ bút 7. Để lấy kỹ thuật cho các chú mà. Mà chưa đúng là các chú cứ bảo là kéo vô mà thấy không được rồi đừng khoan là được. Cái làm được cái nó anh chị chứ mình làm phải thực tế làm chứ mà thầy các chị cả nó bỏ luôn chú. Anh bỏ luôn bỏ luôn. Mất trực phí rồi. Cái thằng này bỏ được chưa này? Cạy thằng này luôn đi. Cạy thằng này luôn. Cứ làm đây xem cái nóng được hết chỉ làm đây là mình đâu sao mình chậm làm cái con nó nói thật cái này nếu mà dưới giải chủ nhà mà làm thế này không cần làm đâu đỉnh cái này nó làm không chậm làm này hả một cái chân là làm cho thật kinh con hả đấy gì đây nè chủ nhà không dám làm vâng. Không bao giờ dám làm nếu mà thằng vậy đó nó không cành phát kia bây giờ thằng này cái đây mới thả ra nó làm như này nó ghế mới cắt được đúng rồi nó mềm biết không thả nó chủ nó đập thấy nó mất liền còn bây giờ chủ yếu mình cắt cho nó thông thoáng một xíu cái đây là chủ con cái này này tao để nó làm nhanh dễ giờ mình cứ này Mình phải làm từ đầu chứ còn bây giờ như giờ tụi làm như tụi con ra thì quá muộn đúng rồi nó không đủ sức để nó ra như cái ban đầu của mình nên tụi mới nói là để có cắt gì những cái cành chép nó phải cắt đi không những cành chép đây là cành ra trái anh đó những cái này là bấm ở đây thằng này mình cái thì bấm đây đúng rồi không biết nhưng mà đây anh sang bên này đến nè bấm lên đây để con ăn nếu mà không một thực sự nếu mà làm như vậy các chú không nhận làm biết đâu không ra rồi để tạo tán tạo tạo cho nặng nhưng mà nếu đã ăn là ăn rất là nhiều luôn à vậy như cái này là cắt lên đây phải không cha bởi vậy đời nào nó ra trái đâu đó cái này đúng rồi đời nào ra trái cũng thấy không biết những cái cành những đây là chị những nhìn những cái cành mà nó lá mà mềm xuống đây này đó là những cái này là trái cành đó là tu cắt thì nó thay này đúng nó là ra cái cành này xong nó để chi ra nó ra đó những cành yếu ớt như thế này lại dễ đầu trái những cành này thì cắt đâu đây cắt đây hay cắt dưới đây đấy đấy phải có một cái canh để nó ra cắt tám tám đấy như ví dụ cái cành này là mình thấy ví dụ nó ra trái lần này nó không bao giờ ra trái lần này đúng rồi đấy đây 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 không bao giờ ra trái cành đây này những cái canh mà nó ngược lên những thằng này cắt đấy là bên đây hả đúng hả đúng chính xác nó thật nếu phải tào tán đúng phải tào tán nếu ta tào tán nó phải cắt đâu mới đẹp cắt lại luôn đúng mình cắt nó băng cái để ba chén ở dưới này nằm ngoài được để đừng ngồi nhìn nó thì trên phải lên chứ mà đấy gì đấy những cái
chỗ đó chưa thông thoáng được mà. Mình chưa thông hợp không? Không, nhưng mà nói thật, nói các chú có giảm làm chỉ làm để những đứng như vậy chứ không giảm lắm. Mấy con phải chỉnh sửa lại. Vâng, vâng, chờ đấy. Giá như các chú thì đã có kỹ thuật rồi. Nên là mình cắt tỉa xong rồi mình còn đứng mình còn ngắm cho mình lại tạo tiếp. Bỏ sẵn đây luôn. Nói chung là xe như bàn tay này là mình để còn ngỏng lên như thế này là mình chơi luôn. Thì là nó mới ra cái tán. Đó. Nó đậu rồi. Cái kia là đánh nhau và cái này ngoại là chưa với tới. Mấy cái cành này. Mấy cành này với mấy cành đầu trái. Đúng rồi. Còn cái kia là cắt lên ngoạn đi nhưng mà chưa với tới phải không? Dạ. Cái này cắt lên ngoạn đi nhưng vẫn còn dày. Kéo xuống được á. Xóm người ta bình lên rồi nha. Anh kéo ngọn là cũng cưa được rồi. Được khoảng 60% cành này. Cành này. Thì cái cành nhỏ mới phải đó. Quan trọng đấy, còn cái mình chăm xem là cái này thì nó đang gần lên cắt đi gì vậy? Rồi cắt đi. Xin cái chất hết nè. Chú để cái này. Mà xít chít đi chú. Đây giờ bông nó đậu chỗ nào? Chết hết mất rồi. Khô hết rồi nè, thấy không? Thấy không? Đó là cái chú coi này, bị nhiều lắm của chú. À, cây như cây dưới đây này, thấy không? Còn cái gì nữa mà ra trái. Chết không còn cái gì luôn à. Không, nhưng mà đợt này bắt đầu nếu mình phun nữa là nó có ra đợt mới này. Đợt này nó mới ra là chứ đợt trước là mình để lại là nó con nó cho phun người ta ra đọt nha. Hả? Nó cho phun để cho ra đọt. Nó ra đọt luôn. Nó ra đợt đoạt này nữa thì nó mới hết. Ra đọt. Bắt đầu cái thời kỳ thảm nước là bắt đầu là bông. Đó, như mấy cái đây thì cứ dãy. Mình bây giờ chủ yếu mấy cái ngọn này. Để dính lên thì mình tiễn. À, đừng không. Đấy mới cái này thôi. Vâng, mới cái ngọn trên thôi. Này đây chứ. À được thế. Này phải cắt đi. Rồi, chú cắt. Dứt chỗ đó luôn kìa. Rồi. Nó lên ra tới đây. Mình chăm đúng bài bản của nó là cứ một cơ đọt của nó thường thường là 4 đến 50 phân. Bị dai vậy. Thì chú nghĩ coi nó sẽ ra cỡ nào. Ở chỗ đây bây giờ ra 4 50 phân rồi tới con này. Một lần là 4 50 phân. À cái đọt dính lên này chú. Đọt ra. Đây. Đó. Cái cành giáo thấy cành quả quá. Chú giáo lo thì cành quả thôi mày. Chú giáo lo thì cành quả thôi mày. Không gì mà nói. Bây giờ tôi chắc không thiếu một cái dâu. Nhà tôi là lúc đang dày tiêu. Đang dày tiêu như nó. Nếu mà nếu cắt phá đi thì đã tiêu sang năm vẫn được ăn nữa chứ không sang năm vẫn đi à. Ăn được rốt luôn. Cái thằng nó cái canh vo trong đâu cái này. Cái canh vo đó, cái canh vo. Này đây đây cái canh vo trong này. Đây. Không cái đó. Chứ là cái canh quay vào là cắt hết. Đấy, cắt như này. Cắt đấy. Là chỉ để canh quay ra thôi. Ra như tùy theo cành quay vào chứ phải mỗi thành quay vào. Canh mình để. Ngồi trên ngọn nữa. Ngoạn thì biết rồi, ngoạn thì chốc bấm, nghèo thì bấm luôn. Bấm một hai cây thì cho nó chặt cả đến mấy mấy. Cái nó quen tay rồi có thể xương ở đây rồi, có gì cần gì không mình nhá này sẽ bấm. Không phải nhau chèo mấy. Cũng lớp đeo mấy mà quần nhá nhà nó hết kìa đóng hết chưa. Đây là mình để muộn rồi. Muộn để vào đâu đây? Tao phải từ đâu? Tao thớm đi chứ. Tao từ cái năm tuổi đầu tiên đó, bắt đầu tán nó ra nó đẹp rồi, hoặc là kiểu như về tao cái lần lượt tôi cũng được thằng này nè. Đúng không? Trước khi nó ra cái lần lượt này thì mình nuôi được một lần rồi. Giống này hả? Cho mình nuôi lên để ăn thì cũng dở mà cắt đi thấy nó cắt đi thì quá tiếc. Nó đâu uổng. Uổng. Nhưng mà cắt đi á để được năm tới là ăn ngon. Năm tới rất là mới. Cắt đi giờ thì năm tới là đẹp, nhưng mà có cái giờ thì năm nay lại mất kém. Thất thu. Nếu cắt kỹ quá thì thất thu. Cái kỹ quá thì thôi.
cắt cái gì sang năm nó phát là đẹp. Nhìn cứ theo theo như này là không, cái kia cũng vẫn phải cái đoạt cao. Đây đây cái đoạt 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 đoạt. Mấy cái đoạt cao là phải bấm loại những ngoài lên. Cái này bên trong thân. Trong này cũng còn rộng quá. Nghĩa là những cái cành nó nghe ra quả thì mình thấy rộng quá phải cắt vợ đi phải không? Nó ra ho nhưng không đậu vì nó rậm. À. Này nó quay xong nó rậm quá thì chắc. Là cắt tỉa này sau xong rồi mới bắt đầu mới phun thuốc. Phun thuốc bón phân cho nó ra. Phần này làm như bón sai rồi. Về được một quán mà làm vải là ngon hả? Ủ vải sẽ ác lắm, thả thả đúng không? Cô vải sẽ ác lắm, vải sẽ được hết phun ra, ra tháng ba rồi, hai hôm nay rồi, vải nó phải chín. Nếu để rậm ấy, để rậm cái cành này nó có quả nhưng nó chỉ được một quả thôi. Nhưng nếu mà mình cắt thì nó mập, cái khi nó gieo được hai quả, thì cũng đâu hết thôi. Đâu nó không bảo lãi. Cái này là những cái cành như này là cắt hết. Như đỡ sâu bệnh, đâu có quay trong, nếu nó dày thì mình cắt đi, còn nếu nó thưa thì chắc chắn phải đánh. Nhá, nó thưa quá phải đánh. À. Không, chủ nhà làm gì cho làm thì cũng chương dưỡng chứ tức là mình lỡ đây thì mình phá dần chứ mình phá một lần sợ nó thất thôi. Thôi phá ít thôi, nói chung mình chắc ít thôi. Còn... phá một lần sợ nó thất thức bởi vì giờ nó tới đây đúng không? Tới rồi. Làm 70% là tốt rồi. Phun trái xong á, bắt đầu mình làm. Sang năm là mình hái trái xong rồi bắt đầu mình làm luôn. Mình sẽ tạo dần từ đầu đó, bắt đầu đưa nhỏ ra đây chú à. 2 năm nữa cái chú làm cái này là mình đặt yên tâm đi, thôi năm nay chịu ít trái đi, cho thế này sai thế rồi, thôi sai thế đó. Chứ còn cho phun thuốc thì nó ra nhanh đẹp luôn, mê luôn. Rồi rồi nó giờ tạo tán thì nhỏ luôn à, nó tạo từ ngọn thấy ở trên mạng xem mấy con ôi dạ nó cây một cây cà sao con bấm hết ngọn luôn thế thì ở giờ tôi bấm này thấy uống không cái này cũng ra quả được không? Không cái này không ra đâu, vẫn phun được không ra, cái này nhỏ chưa đủ tuổi mà chú ra nó chết á, để cho nó bắt sống cái 13 tuổi nó còn đẻ đi hả, mới nhiều này chứ cho chú để cái cành cà đó bấm máy cái này giống lấy đi à, được đây bấm cái này đó nó cứ sẽ nó ra đây chú thích thì còn con không thích nhiều ngọn mình thấy ở trên mạng những cây vía nó quằn xong nó vẫn cấp ngọn hết rồi. Đấy, cấp chạy đấu nó đó, rồi xong rồi bắt đầu nó sẽ nứt ra. Đó, nó nứt ra. Nó kỳ nhanh. Tán sự rộng này chú ơi. Thôi. Tôi nói với chú để ở đây nha, đúng cái thời điểm mà sinh trưởng và phát triển của nó. Giờ này sang năm. Cái này sẽ rất là mạnh. Rồi mà lên rồi lại ra tới một lớp tán mình lại làm một lần. Đúng rồi, thành trường hợp mình làm là bắt ra đuổi. Này đuổi. Đây được gọi là như kiểu 12 13 tuổi đấy. Nhưng bắt nó đẻ là đẻ dép quá. Đây đẹp quá. Này mà giao